Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Top Sao Hàn. Và như thường lệ, ngay sau đây hãy cùng mình cập nhật những tin tức tổng hợp thú vị có trong ngày. Nền âm nhạc K-pop thì vốn đa dạng các concept để cho các thần tượng có thể thử sức qua mỗi lần comeback. Và nếu như concept dễ thương, dễ dàng gây thiện cảm với người xem, concept sexy cho thấy sự thần thái quyến rũ, thì concept girl crush lại là một bài toán khó yêu cầu các idol phải có khí chất mạnh mẽ và kiêu kỳ. Khó nhận là vậy, tuy nhiên thì K-pop lại sở hữu rất nhiều soái tỷ không những phù hợp mà còn biến girl crush trở thành thương hiệu của mình. Thứ nhất, Trong Ha. Tài năng của Trong Ha là điều không còn phải bàn cãi. Cô máy nhảy sở hữu giọng hát kỹ thuật và nội lực, khả năng rap ổn định và thân thái sân khấu đỉnh cao. Phong cách của Trong Ha toát lên nét sexy quyến rũ pha trộn với hình tượng girl skirt mạnh mẽ. Nữ hoàng solo thế hệ mới luôn khiến khán giả phải choáng ngợp bởi khí chất ngút ngàn toát lên từ ánh mắt sắc sảo, biểu cảm gương mặt cực đắt giá và những bước nhảy thân sâu. Không khó hiểu khi cô nàng trở thành một trong những soái tỷ trong lòng người hâm mộ. Thứ hai, CL, cựu chủ nhóm của 2NE1. CL là cái tên không còn xa lạ với người hâm mộ K-pop Gen 2. Với tư cách là leader của nhóm 2NE1 đình đám, cô được mệnh danh là nữ hoàng rapper của K-pop. Khi sở hữu tài năng rap và sáng tác cực đỉnh, đặc biệt là rapper của 2NE1 còn sở hữu thần thái sân khấu mạnh mẽ, phong thái trình diễn phóng khoáng chuẩn Âu Mỹ. Chính vì vậy mà CL luôn là một trong những idol được đánh giá cao nhờ khả năng làm chủ sân khấu của mình. Thứ ba, Seungri của Red Velvet. Các cô nàng của Red Velvet được mệnh danh là nữ hoàng concept cũng không sai, có thể cần chọn từ những concept dị nhất cho tới quen thuộc nhất mà không hề nhàm chán. Seungri cũng không phải ngoại lệ khi cô nàng có thể cân được mọi phong cách, nhưng gây ấn tượng hơn cả chính là girl crush. Vốn là main dancer hàng đầu của K-pop, những bước nhảy mạnh mẽ không thể làm khó được thành viên nhà nhung đỏ, thêm vào đó là thần thái ngút ngàn xen lẫn chút ma mị bí ẩn đặc trưng của nhóm. Thứ tư, Soyeon, thành viên của G-IDLE. Quả là thiếu sót nếu Soyeon vắng mặt trong danh sách này với khí chất queen thực thụ của mình. Ngay từ khi tham gia Produce 101 mùa đầu tiên, dù dừng lại ở top 20 nhưng thực tập sinh của Q Entertainment đã sớm cho thấy tài năng vượt trội ở mảng rap. Cho đến khi trở thành một mẫu của G-IDLE, Soyeon tiếp tục chứng minh mình là một thần tượng toàn năng khi sáng tác và sản xuất loạt hit đình đám cho nhóm, thần thái sân khấu cực sắc sảo, vũ đạo mạnh mẽ. Thứ năm, Moon Myeon của Mamamoo. Mamamoo nổi tiếng với phong cách sexy mạnh mẽ, độc đáo và thành viên chuyên trị concept này không ai khác chính là soái tỷ Moon Myeon. Ngay từ đầu thì cô nàng đã được định hình đi theo phong cách này với những bộ outfit menswear phù hợp với vai trò rapper của cô trong nhóm. Nhan sắc của Moon Myeon thì luôn khiến người hâm mộ phát cuồng bởi lúc thì xinh chuẩn visual, lúc lại khôn ngầu khiến fan girl đổ rạp. Thứ sáu, Jennie của Blackpink. Nhắc tới concept girl crush thì người hâm mộ chắc chắn sẽ nghĩ ngay tới Blackpink. Nhưng cô nàng sang chảnh nhà YG luôn khiến fan đổ gục, từ âm nhạc cho tới outfit, thần thái đều chất như nước cất. Đặc biệt là át chủ bài Jennie, thần thái sang chảnh kiêu kỳ của cô nàng được cư dân mạng cho rằng rất phù hợp với concept mạnh mẽ của Hắc Hường. Quả thật thì dù vướng nhiều tranh cãi về thái độ biểu diễn nhưng sau tất cả, Jennie vẫn chinh phục người hâm mộ bằng tài năng thực thụ của mình. Thứ bảy, Hani của ESID. Nổi lên nhờ thần thái sexy hết nấc trong fancam 31 triệu view huyền thoại, Hani chứng minh không chỉ bị bó buộc trong một concept mà bất kỳ một concept nào cũng có thể cân chọn. Girl crush cũng không phải ngoại lệ, hoái ca Hani luôn khiến người hâm mộ hay thậm chí là non fan phải chăm chú theo dõi không rời mắt, nhờ thần thái vạn người mê trên sân khấu của mình. Thứ tám, Lisa của Blackpink. Trong khi Rose và Jisoo đảm nhận vai trò Pink thì Lisa và Jennie chính là hai mẫu Black trong Hắc Hường. Chính vì vậy mà không có gì khó hiểu khi thành viên người Thái sở hữu thần thái mạnh mẽ sang chảnh hút hồn. Cỗ máy nhảy hàng đầu của K-pop cũng khiến người hâm mộ phát cuồng trước những bước nhảy thân sâu mà cô nàng thể hiện trên sân khấu, càng cho thấy khí chất girl crush hút ngàn của nữ idol. Thứ 9, Yeji của ITZY. ITZY được coi là người kế nhiệm thành công nhất của Blackpink khi theo đuổi phong cách girl crush. Cả cưng nhà JYP cho thấy phong thái trình diễn tràn đầy năng lượng khiến khán giả hút mắt từ đầu tới cuối. Đặc biệt thì cô nàng Yeji được JYP tiết lộ là vũ khí bí mật của nhóm, sở hữu nhan sắc mạnh mẽ ấn tượng, phá cách cùng thần thái cool ngầu. Tuy chỉ mới ra mắt được một thời gian chưa lâu nhưng Yeji đã thu hút được sự chú ý rất lớn từ truyền thông lẫn sở hữu lượng fan quốc tế đông đảo. Cô nàng cũng là thành viên gây ấn tượng mạnh mẽ nhất về ngoại hình lẫn tài năng trong nhóm ITZY. Thậm chí là còn được đẩy mạnh khiến ITZY từng có một thời gian trở thành Yeji và những người bạn.
Dù vậy thì Yeji vẫn còn khá non nếu đặt vào danh sách toàn những idol nữ có dặn dày kinh nghiệm sân khấu và nổi tiếng với những hình tượng nữ quyền hút fan girl này. Yeji vẫn đang trong thời kỳ chạy theo concept teen girl crush cùng với ITZY, nhưng biết đâu đấy trong tương lai sẽ trưởng thành và lột xác hơn thì sao? Chúng ta phải chờ xem mới biết được. Còn đối với bạn thì bạn yêu thích phong cách girl crush của nữ idol nam nhất? Và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé! Chúng mình là Top Sao Hàn và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.